Một ngày nọ, người bố giàu có quyết định dẫn cậu con trai của mình đến thăm một ngôi làng nhỏ bé. Ông muốn cho con trai thấy cuộc sống của những người nghèo khó là như thế nào. Họ dành cả ngày cùng một gia đình nghèo, quan sát và trải nghiệm cuộc sống của họ. Trên đường trở về, người bố hỏi, "Con thấy chuyến đi hôm nay thế nào?" "Thật tuyệt vời bố ạ." Cậu bé đáp. "Con có thấy cuộc sống của những người nghèo khổ thế nào không?" Người bố tiếp tục hỏi. "Dạ có, con đã thấy rồi ạ." Người bố liền hỏi tiếp, "Vậy con học được gì từ chuyến đi này?" Cậu bé trả lời, giọng đầy cảm xúc, "Chúng ta chỉ có một con chó, còn họ có đến bốn. Nhà ta có một bể bơi, còn họ có những con sông trải dài. Chúng ta cần đèn điện để thắp sáng ban đêm, còn họ có bầu trời đầy sao. Nhà chúng ta xây tường để bảo vệ, còn họ có bạn bè xung quanh. Chúng ta có tivi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng." Người bố im lặng, suy tư trước lời nói của con trai. Cậu bé nói tiếp, với ánh mắt trong sáng. "Cảm ơn bố, nhờ chuyến đi này con mới nhận ra chúng ta thực sự nghèo như thế nào." Người bố lặng người, trái tim ông tràn ngập cảm xúc. Qua đôi mắt ngây thơ của con trai, ông chợt hiểu rằng, sự giàu có thực sự không đến từ của cải vật chất, mà từ tình yêu thương, lòng trắc ẩn, tình bạn và giá trị gia đình. Những điều đó mới làm nên một cuộc sống thực sự giàu có.